Tên lửa bí ẩn Gremlin chuẩn bị được thử lửa tại Ukraine. Tên lửa bí ẩn Gremlin nhiều khả năng là đối tượng tiếp theo nối gót KH-95 tham chiến tại Ukraine khi quá trình hoàn thiện đối với vũ khí này được đẩy lên sớm. Tên lửa bí ẩn Gremlin có thể sớm được không quân Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine khi công tác nghiên cứu, hoàn thiện tính năng vũ khí được yêu cầu về đích sớm hơn dự kiến. Từ khi chiến sự nổ ra đến nay, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã huy động tất cả những loại tên lửa tấn công tốt nhất của mình, từ KH-47M2 Kinzhan phóng từ tiêm kích MiG-31K tới KH-101 trang bị cho máy bay ném bom chiến lược. Gần đây có thông tin cho biết tên lửa siêu thanh thế hệ mới KH-95 sẽ sớm tham chiến, do vậy không có gì quá ngạc nhiên khi một vũ khí được phát triển gần như song song với nó là tên lửa Gremlin cũng được huy động. Nhờ sự phát triển tích cực của công nghệ siêu thanh, ban đầu quân đội Nga có ý định thử nghiệm tên lửa siêu thanh bí ẩn Gremlin với tên gọi sản phẩm 70 vào đầu năm 2023, nhưng mốc thời gian trên theo thông báo đã được đẩy sớm lên. Vào thời điểm hiện tại, báo chí đã biết về việc tổ chức các cuộc thử nghiệm dành cho tên lửa siêu thanh hàng không mới nhất của Nga. Điều này cho thấy rằng quá trình kiểm tra thực tế đối với vũ khí mới đã bắt đầu. Cân nhắc lại, vào giữa năm 2022, báo chí Nga cho biết một tên lửa dẫn đường siêu thanh với tên mã Gremlin hoặc GZUR có thể xuất hiện sớm nhất vào năm 2023, đó là thời điểm Bộ Quốc phòng Liên bang Nga lên kế hoạch thử nghiệm vũ khí mới. Thông tin chi tiết về dự án vẫn chưa được công bố, hình dáng của tên lửa còn là bí ẩn, nhưng có ý kiến cho rằng vũ khí này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu cả trên mặt nước và mặt đất trong bán kính 1.200 đến 1.500 km. Khác với KH-47M2 Kinzhan, Gremlin sẽ được sử dụng trên cả tiêm kích MiG-31, Su-30, Su-35 cũng như Su-57 và oanh tạc cơ Tu-22M3. Điều này có thể thực hiện do kích thước của vũ khí vừa với khoang bên trong của máy bay chiến đấu tàng hình. Tên lửa Gremlin được kỳ vọng sẽ giúp không quân Nga đối đầu với mọi kẻ địch khi các hệ thống phòng không hiện đại khó lòng theo dõi quả tên lửa có tốc độ bằng hoặc cao hơn Mach 5, tức là 5.966 km/h. Bộ Quốc phòng Nga chưa tiết lộ Gremlin có nhận được đầu đạn hạt nhân hay không, nhưng chưa thể loại trừ lựa chọn này bởi vì tên lửa dành cho hàng không chiến lược và tầm xa thường được phát triển với cả đầu đạn thông thường và đặc biệt, ví dụ như là dòng KH-101-102. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, tên lửa Gremlin thuộc hệ thống vũ khí siêu thanh chính xác cao dành cho các nền tảng khác nhau. Nó sẽ được sử dụng để tăng cường tiềm năng răn đe. Công việc phát triển tên lửa Gremlin đã bắt đầu vào tháng 11 năm 2018 khi đơn đặt hàng với Tổng công ty vũ khí tên lửa chiến thuật được ký kết. Đầu năm 2021, công ty cổ phần phòng thiết kế chế tạo máy Tura F-Square Soyu thông báo bắt đầu các bài kiểm tra như một phần công việc phát triển động cơ mới nhất cho tên lửa siêu thanh. Bộ phận này đã nhận tên định danh là Izelie 70. Cụ thể, một động cơ tên lửa dòng thẳng đã được chế tạo. Thiết bị này dành cho đạn tấn công siêu tốc và đang được hoàn thiện tại Tura F-Square Soyu cho tên lửa siêu thanh Izelie 70 đã vượt qua đánh giá sơ bộ vào năm 2020.